Xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với chương trình My Bus Your Show, và tôi là Quang Huy, người sẽ cùng đồng hành với tất cả quý vị trong chuyến xe này. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một vị hành khách nữa bước lên chuyến xe, và sẽ cùng với vị hành khách này làm đủ mọi thứ để bước xuống chuyến xe này quý vị nha. Hãy cùng gặp gỡ với cậu hai Bạch Công Khanh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình My Bus Your Show, và xin chào Quang Huy. Cảm ơn cậu hai ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình. Hôm nay cậu hai xuất hiện không phải là một bộ ba khu năm bộ nữa, mà là một cái hình ảnh rất là lịch thiệp, lịch sự, và hy vọng là ngày hôm nay sẽ là một cái dịp để Bạch Công Khanh có thể chia sẻ nhiều điều với tất cả quý vị khán giả của Báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube iHayTV. Và bây giờ thì để bắt đầu chương trình thì Bạch Công Khanh sẽ phải có một câu tuyên thệ, và sau khi mà bắt đầu câu tuyên thệ này thì chúng ta mới đến được với những cánh cửa của chương trình. Và câu tuyên thệ có nội dung như sau: tôi là Bạch Công Khanh và tôi xin thề sẽ làm đủ mọi cách để bước xuống được chuyến xe này. Nghe thấy ghê quá vậy trời. Sao mới vô mà áp lực quá vậy. Rồi vô. Đỡ bước lên là biết sao giờ. Tôi là Bạch Công Khanh. Tôi xin tuyên thệ là tôi sẽ làm đủ mọi cách để có thể bước có thể bước xuống chuyến xe này. Mặc dù chương trình này cũng khá là thú vị. Dạ. Tại vì nếu mà nói bằng mọi cách bước xuống giống như là trên đây không có gì vui vậy đó. Đúng không? Chắc chắn là chương trình sẽ có rất nhiều điều thú vị và đang chờ đợi Bạch Công Khanh, cậu hai của chúng ta. Và hy vọng rằng là với cái lời tuyên thệ này thì Bạch Công Khanh sẽ có trách nhiệm với những cái lời mà mình nói. Đồng ý không ạ? Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến ngay với cánh cửa đầu tiên, cửa đỏ cùng với Bạch Công Khanh. Và hôm nay thì cũng là một cái dịp khá là đặc biệt, tại vì Huy cũng đã biết Bạch Công Khanh từ rất lâu rồi và cũng có theo dõi những cái hoạt động của Khanh ở những cái vai trò khác nhau. Tuy nhiên thì để bắt đầu cánh cửa đỏ này thì bao giờ Huy cũng sẽ có một cái câu hỏi dành cho các hành khách của mình. Cuộc sống hiện tại của Khanh hạnh phúc chứ hả? Hiện tại thì Khanh cảm thấy mọi thứ nó rất là bình yên. Khanh cảm thấy cuộc sống này đang rất đẹp với mình. Nhưng mà nếu mà nói về cánh cửa đỏ đi thì cái màu đỏ mà nó ứng liền với cái việc mà bạn thấy mình may mắn đỏ nhất ngay lúc này đó là gì? Có thể lúc này đang là cái thời điểm mà tên của Khanh được nhắc nhiều nhất ở trên mạng xã hội. Và đặc biệt là cái vai diễn của Khanh là cậu Hai Lương. Chưa bao giờ Khanh cảm thấy rằng mọi người đang xôn xao về cái bộ phim mà Khanh đang đóng như là cái thời điểm này. Nhưng mà có một cái điều mình nói về cái cánh cửa đỏ này, nói về những cái điều mà hạnh phúc, may mắn, thì Huy nghĩ rằng mình sẽ phải quay trở về với quá khứ một tí xíu, về những cái năm đầu tiên khi mà chúng ta biết đến cái tên Bạch Công Khanh. Khanh được biết đến đó chính là một chàng ca sĩ trẻ. Khanh rất là thành công và đạt được cái giải cao trong tiết ca học đường. Huy vẫn còn nhớ là ngày xưa khi mình còn nhỏ thì tại vì Huy với Khanh thì cũng bằng cái tuổi với nhau, nhưng mà ngày xưa Khanh nổi tiếng sớm lắm mọi người, cho nên nhà tôi coi TV tôi thấy Khanh hoài, tôi thấy là bài hát rất là hay nè. Và bên cạnh đó thì Khanh cũng rất là thần thái ở trên sân khấu của mình, và Huy nghĩ đây chính là một cái bước đệm rất là lớn cho Khanh để bắt đầu con đường nghệ thuật, đúng không? Khanh nghĩ rằng cái đó là cái duyên. Ví dụ như cái phong cách của Khanh trên sân khấu hát, hay là cái bản lĩnh của Khanh khi mà Khanh chỉ mới 19 tuổi mà Khanh đi thi hát á, thì cái đó không ai cho mình được hết, mà Khanh cũng không có qua một cái trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, thì tất cả cái đó đều là sự tự nhiên. Thì bây giờ mình nghĩ lại mình mới thấy đúng là tổ đã thương mình từ rất lâu. Còn nếu mà gọi là nổi tiếng sớm á, thì Khanh không dám nhận. Có những bạn nghệ sĩ cùng trang lứa với Khanh họ nổi tiếng còn sớm hơn Khanh. Tuy là trước Khanh 1 năm, 2 năm thì vẫn là trước Khanh. Đấy, cho nên là cảm ơn Huy vì đã khen là Khanh đã nổi tiếng sớm. Ngoài cái chuyện nổi tiếng sớm ra thì Khanh còn là một bạn nghệ sĩ mà Huy thấy rằng là rất là bền bỉ. Tại vì sao Huy nói như vậy? Tại vì khi mà Huy chia sẻ với tất cả quý vị khán giả thì mọi người sẽ thấy rằng là Khanh rất là thành công ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Từ những cái năm đầu tiên là một ca sĩ, và sau đó thì Khanh bắt đầu chuyển hướng dần dần sang những cái lĩnh vực khác của nghệ thuật. Huy thấy ở đó thì Khanh có là một người dẫn chương trình, Khanh có là một bạn diễn viên. Một cái sự bền bỉ rất là lớn, và Huy nghĩ là một trong những cái hashtag mà dành cho cuộc đời của Bạch Công Khanh thì có thể kể đến, đó chính là sự chăm chỉ và bền bỉ. Khanh nghĩ sao về điều này? Cũng có nhiều người nhắc về cái yếu tố này giống như Huy. Có thể là Khanh siêng. Khanh nghĩ rằng cái câu mà cần cù bù thông minh á, nó rất là đúng. Chỉ cần mình lúc nào cũng nghĩ tới cái việc mà mình đang làm và mình muốn làm nhiều hơn, thì rồi một ngày mình sẽ gặp được một cái quả ngọt. Thì nói nghe nó có vẻ rất là văn vẻ, nhưng mà đến khi sau này mình nhìn lại thì mình mới thấy được cái kết quả thật sự. Thì và bây giờ so với ngày xưa thì có thể mọi người thấy là Khanh khá hơn, Khanh trưởng thành hơn, và mọi thứ nó tốt lên trong con người của Khanh. Thì quay ngược lại câu nói đó lại càng đúng.
Nhưng mà Huy nghĩ á, với Khanh là một người bền bỉ, chăm chỉ và đam mê nghệ thuật, nhưng chắc chắn là trong cái khoảng thời gian trước đây thì sẽ có những giai đoạn rất là khó khăn với Bạch Công Khanh. Thì có bao giờ mình cảm nhận thấy rằng là cái việc mà mình theo đuổi nghệ thuật nó quá mệt với mình hay không, và mình nghĩ rằng là thôi mình cũng nên tìm một cái hướng đi khác để tiếp tục cho cái cuộc sống của mình, cho gia đình của mình? Thật ra thì theo Khanh quan niệm là một người nghệ sĩ, cái lúc khó khăn nhất đối với họ đó chính là không có cơ hội. Và khoảng thời gian Huy nói là gần 2 năm Khanh gần như đóng băng hoàn toàn sự nghiệp của mình. Lúc đó thì cũng không phải là khổ gì, nhưng mà Khanh không có nhiều cơ hội đi hát, cũng không có nhiều cơ hội đóng phim. Lúc đó Khanh cũng chưa dẫn chương trình nữa. Thì mọi thứ, mọi người nhìn vào cứ cảm giác như là Khanh đang khó khăn lắm. Nhưng mà thật ra Khanh vẫn có một cuộc sống rất là bình thường, như bao nhiêu người khác, vẫn ăn no mặc đủ, vẫn có ba mẹ thương yêu. Khanh cũng không phải quá cực khổ, không phải bị quá cực khổ hay là kém may mắn hơn nhiều bạn phải bươn chải ra ngoài để làm rất là nhiều nghề để kiếm sống. Thì nếu mà gọi là nhục chí thì không có. Tại vì mình đã khổ đâu. Mà cái tính Khanh là không có nhục chí. Tại vì nếu như Khanh nhục chí thì chắc Khanh bỏ nghề lâu lắm rồi. Không có hoạt động tới nay là đã mười mấy năm. Nhưng mà trong suốt cái hành trình đó thì ai là người ở bên cạnh và luôn luôn động viên, ủng hộ tinh thần cho Bạch Công Khanh? Lúc trước đây thì chỉ có ba mẹ thôi. Rồi sau này khi mà Khanh đi làm thì Khanh có quen thêm một vài bạn đồng nghiệp. Cũng những người bạn diễn viên, họ cũng thân. Rồi khi mà thân thì sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn, không chỉ là chuyện nghề. Rồi bắt đầu chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, bây giờ làm cái gì để kiếm thêm tiền. Đó, thì đó cũng là những người mà đã từng cho Khanh những lời khuyên để Khanh có thể quyết định là nên đi theo con đường này nữa hay không, hay là mình rẽ hướng sang một cái ngành khác. Tại vì ai cũng biết là Khanh không có học nghệ thuật. Khanh học kinh doanh. Đấy, cho nên là ngoài gia đình, Khanh còn có bạn bè và những người thân ở trong nhà nữa. Thỉnh thoảng nếu có thời gian gặp thì vẫn góp ý cho Khanh, vẫn luôn đánh giá về cái con đường hoạt động nghệ thuật của Khanh ở thời điểm hiện tại là có khởi sắc hay không, có tương lai hay không với cái lựa chọn này. Thì tất cả mọi người đều dành cho Khanh những cái lời khuyên. Nhưng mà trong những lời chia sẻ vừa rồi của Khanh, Khanh nhắc tới gia đình, bạn bè, không nghe nhắc tới người yêu hả? Trong khoảng thời gian đó thì chắc không phải có người yêu bên cạnh động viên, chia sẻ rồi ủng hộ tinh thần cho Khanh chứ, đúng không? Nếu mà Khanh nói là Khanh không có yêu ai thì không tin nha. Đúng rồi. Tôi có không tin đâu nên bạn đừng nói gì. Chắc chắn là mình cũng có tình yêu. Nhưng mà với chuyện tình yêu đôi lứa thì trong quá khứ là không có chia sẻ gì nhiều về công việc hết á. Có thể là lúc đó cả hai cũng chưa trưởng thành để có thể góp ý cho nhau. Cho nên là lúc đó là người yêu mình không có góp ý. Hiểu. Đó là trong quá khứ. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại thì Khanh không quen ai. Cho nên là để gọi mà kiếm một người yêu cho mình lời khuyên thì là không có. Thời của mấy bạn khán giả của chương trình tới rồi, mấy bạn có hỏi một câu nhờ Huy hỏi là anh Huy ơi, là không biết gu của cậu hai là sao anh Huy ha. Anh Huy hỏi cậu hai giúp cho tụi em với. Mọi người, cậu hai trả lời cho mấy bạn đi kìa. Mọi người cứ coi phim thấy Khanh hay đóng mấy vai tưng tửng. Mấy bạn cứ nghĩ là ở ngoài Khanh sẽ là một người rất là hoạt náo, hay là Khanh sẽ lúc nào cũng tăng động. Nhưng mà khi mà coi Khanh nói chuyện thì mọi người thấy Khanh trầm tính quá. Trầm tính như vậy thì nó hơi giống ông cụ non. Mà ông cụ non thì sẽ khó tính trong chuyện chọn người yêu. Nhưng mà Khanh thì không phải giống vậy. Có nghĩa là Khanh cũng không phải là cái gì ghê gớm hết để có thể tự đưa ra một cái hình mẫu. Khanh chỉ cần một người có thể hiểu Khanh thôi. Và một người có thể, thậm chí có thể giúp Khanh giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Ví dụ như là có những cái chuyện nó đơn giản lắm nhưng mà Khanh không giải quyết được. Ví dụ Ví dụ như tính tiền. Cộng trừ nhân chia, nhiều khi não mình không chạy. Đó là cái kỹ năng tính tiền là không có, tính số là không có, đúng không? Ví dụ vậy thôi, Khanh ví dụ một cái nhỏ nhất vậy thôi. Đó, cho nên Khanh cần, nếu như mà được được phép ra điều kiện á, thì Khanh muốn người yêu của Khanh phải giỏi, nhanh nhẹn hơn Khanh tí, lanh lợi hơn Khanh tí. Nhưng mà hình mẫu một cái người nào đó trong những cái gì mình được biết, các bạn khán giả được biết, thì người đó sẽ là người nào, ví dụ như vậy. Tiện thì trả lời, còn không thì thôi nha. Cái này là mình chỉ hỏi thôi. Thật đó. Ra thì nếu mà mình nói ra mọi người lại cười, nói trời ơi, cứ làm như là mình hay lắm hay là mình chuẩn lắm hay sao mà muốn thế này muốn thế kia, mất công. Khanh không muốn thế. Thật ra thì mình cũng muốn một người xứng với mình một chút. Xứng là, xứng ở đây là theo kiểu nhìn ở bên ngoài á, ít nhất người ngoài nhìn vô thấy hai người này giống một cặp.
Cái thứ hai là Khanh không bị quá chênh lệch với họ về cuộc sống. Tại vì thí dụ như mình đây là phải có sự phù hợp đúng không? Đúng rồi. Okay. Ngày xưa ta kêu là môn đăng hộ đối, nhưng mà bây giờ mình dùng từ đó nó không chính xác. Có nghĩa là mình quen một cô gái, mình có thể lo được cho người ta thì mới gọi là ok. Dạ. Còn nếu như mà mình chưa lo được gì cho ai thì làm sao mà kiếm được. Ý Khanh là vậy đó. Nói chung là trả lời là tới đó thôi đúng không? Đó, tới đó là rồi. Là đủ rồi. Và tất cả các bạn khán giả của My Best Your Show, các bạn quan tâm về gu người yêu của cậu Hai Lương như thế nào thì cậu Hai chia sẻ rồi. Và dĩ nhiên là khi nhắc về cánh cửa đỏ này thì mình phải nhắc về cái sự thành công thời điểm hiện tại rất là lớn của vai diễn cậu Hai Lương. Thật sự ra mình thấy rằng là Khanh đã không chỉ là lần đầu tiên với một cái vai chàng hơi khờ khờ, hơi tưng tửng như vậy. Nếu mà các bạn có xem một cái bộ phim cũng rất là hot của đài truyền hình Vĩnh Long, khoảng thời gian trước đây là Tiếng Sét Trong Mưa hay là Ngày Em Đến, thì chúng ta cũng thấy rằng là Khanh hình như là rất là hay được các đạo diễn hay là nhà sản xuất nhớ đến với cái việc là thể hiện những cái vai hơi khờ khờ một tí xíu, và mọi người cũng dành cho bạn một cái hashtag đó là chàng khờ của phim truyền hình Việt Nam, và không ai khác đó chính là Bạch Công Khanh, chàng khờ quốc dân. Dạ. Cậu Huy còn thấy rằng là có những cái dự án phim điện ảnh mới đây giống như là Công Tử Bạc Liêu thì có thấy rất nhiều fan của bạn vào gọi tên là Bạch Công Khanh. Tôi nghĩ đây là một sự thành công rất là lớn của Bạch Công Khanh ở cái vai diễn lần này và cái dạng vai như thế. Thì có một cái điều mình nếu mà đặt một cái câu hỏi ngược lại thôi. Tại sao Bạch Công Khanh lại rất nổi tiếng với những cái vai diễn hơi khờ khờ như vậy? Và tại sao đạo diễn và nhà sản xuất lại chọn bạn? Thì Khanh nghĩ điều đó nó nằm ở đâu? Thật ra mà nói á, tất cả cái đó đều là vô tình. Nhưng mà ở thời điểm này thì Khanh có gây được ấn tượng cho nên mọi người nghĩ đó là hữu ý. Cứ giống như là đạo diễn đang chọn mặt gửi vàng vậy đó. Chứ thật ra Khanh không phải có cái sở trường là đóng vai khờ. Ngay cả cái phim đầu tiên Khanh đóng khờ là phim Tiếng Sét Trong Mưa, thì Khanh cũng chưa có một cái kinh nghiệm nào hết. Mà chú Phương Điền gọi mời Khanh ra đó. Trước đó Khanh cũng với chú cũng chưa biết nhau. Khanh cũng không biết lý do tại sao chú chọn Khanh vai đó. Có thể Khanh là người trẻ nhất trong cái dàn diễn viên của bộ phim đó thôi, thì nó hợp nhất với cái vai cậu Ba Xuân thôi. Rồi sau đó khi mà Khanh đóng phim đó xong, rồi bắt đầu đến cái phim tiếp theo là phim Đánh Cắp Giấc Mơ nữa, rồi mới tới cái Ngày Em Đến. Đó, thì nó vô tình nó là những vai khờ. Tự nhiên cái mọi người bị thuyết phục bởi cái nét diễn của Khanh. Rồi những bộ phim đó nó chiếu liên tục với nhau, cho nên là mọi người nghĩ rằng tất cả các đạo diễn đang nhắm vai khờ cho Khanh, hay là làm vai khờ là sẽ kiếm Khanh. Không phải vậy. Tại vì trên thị trường này có rất là nhiều diễn viên đóng vai khờ rất là hay, và Khanh cũng phải học hỏi họ rất là nhiều. Chỉ có là mình đang may mắn hơn họ một tí thôi. Tại vì có những người họ đóng khờ nhưng mà tuổi thật của họ là hơn Khanh, cho nên là biết đâu được Khanh hợp vai hơn họ, là vì Khanh nhỏ tuổi hơn họ thôi. Nhưng mà rất nhiều bộ phim liên tiếp Khanh đều thủ vai những cái chàng khờ quốc dân như vậy á, thì cái cách mà để Khanh tạo được cái sự khác biệt với những cái vai diễn những bộ phim là như thế nào? Tại vì thực sự ra cái nét khờ á, đúng là sẽ có nhiều cái nét khờ. Đúng rồi. Nhưng với hình ảnh của một cái bạn đẹp trai, sáng láng, thư sinh kiểu như Khanh thì nó rất khó để có thể lột tả được những cái nét khờ khác nhau. Và đôi khi mọi người sẽ cứ nhập nhằng rằng cái cậu này đang đóng cái phim đó đúng không ta? Nhưng mà nhiều khi Khanh đang xuất hiện ở một cái phim khác. Ok, Khanh hiểu ý Huy rồi. Có nghĩa là đó cũng là một cái điều mà Khanh rất là trăn trở khi mà Khanh nhận vai khờ. Và thậm chí là trong thời gian sắp tới nếu như có nhận vai khờ thì Khanh càng phải suy nghĩ về điều này rất nhiều. Tại vì nếu như mình diễn không khéo là nó thành một người. Đúng, chính xác. Nhưng mà may mắn một cái là những cái kịch bản mà khờ mà Khanh đóng á, là bản thân cái số phận của nhân vật đó nó đã khác nhau. Ví dụ như cậu Ba Xuân là một người tự kỷ, rồi qua Đánh Cắp Giấc Mơ là một người bị thiểu năng, rồi đến Ngày Em Đến là một người hơi khờ nhưng lại rất thông minh. Đó sẽ khác với một người tự kỷ. Và mới nhất là cậu Hai Lương là một người không có khờ nhưng mà bản tính không bình thường. Và lại là một cậu chủ ăn nói rất là bề trên. Đấy, thì bản thân bốn cái vai đó về cơ bản nó không có giống nhau 100%. Cho nên nó cũng sẽ giúp cho cái việc hóa thân của Khanh nó dễ hơn. Khanh cũng không cần phải quá đào sâu. Khanh chỉ tập trung nghiên cứu đúng cái nhân vật đó, tính cách họ như thế nào. Rồi Khanh cứ thấy Khanh diễn đúng, thì khi phim chiếu lên, tự nhiên bốn cái vai nó sẽ khác nhau. Và cũng có một cái may mắn là gần như không có bị trùng. Không bị trùng ở đây là mọi người xem và vẫn nhớ vai này và phân biệt được với vai khác. Và ví dụ như sắp tới đi, Khanh nói là vì Khanh đóng vai khờ nhiều quá, cho nên là biết đâu đây sẽ là một cái, Khanh đang rút ngắn giai đoạn giúp cho các nhà sản xuất. Nếu như họ có muốn làm cái thể loại vai này thì họ sẽ chỉ nghĩ đến Khanh thôi. Đúng không? Thì hợp đó lý, là cái sự lý. May mắn của Khanh. Bởi vì Khanh không cần quá nhiều thời gian để định hình được phong cách diễn xuất của mình. Nhưng mà nếu như có vai khờ mà Khanh tiếp theo Khanh được nhận á,
thì đó lại là sự khó khăn, bởi vì Khanh sẽ phải loay hoay suy nghĩ như thế nào để diễn cho nó khác bốn vai trước đây. Đồng ý. Trong bộ phim Duyên Kiếp với vai cậu Hai Lương á, thì Huy thấy là trên nền tảng TikTok mọi người share rất là nhiều về những cái câu nói mà mọi người để lên những cái sắc like, ví dụ như cậu Hai nói câu nào là báo câu đó. Huy muốn hỏi là những cái câu thoại trong đó là do biên kịch là viết nên, hay là trong quá trình mà diễn xuất thì Khanh có thêm cái sự thêm thắt của mình, thêm mắm thêm muối để cho nó mặn hơn hay không? Tại vì nó có rất nhiều câu rất là mặn và Huy nghĩ cũng rất là ấn tượng, và nó rất là trend nha. Nó rất là trend và nó rất là tự nhiên để thể hiện ra. Nếu mà đúng một người bạn thân với Khanh hay là một người mới biết Khanh lần đầu cũng đều có chung một nhận xét là Khanh là một người rất nhạt. Để có được những câu thoại rất mặn thì Khanh phải nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người rất nhiều. Bây giờ Khanh đi sâu vào những cái câu thoại của cậu Hai Lương. Bản thân những câu đó nó cũng có trên kịch bản, nhưng cũng có một vài câu phát sinh thêm. Và những câu phát sinh thêm là nó xuất phát từ đạo diễn cũng có, từ anh Huỳnh Đông là người cùng đóng với Khanh cũng có luôn. Là bởi vì khi mà vào cái phân đoạn đó, vô cái bối cảnh đó, khi mà set up mi đường dây thì tự nhiên họ sẽ lóe ra những cái câu nói để cho nó gây cười hơn. Đó, điển hình là cái câu mà Khanh khấn cho hai bác sớm đoàn tụ đó, ví dụ vậy đó. Thì đó là một cái câu chế ra thêm của anh Huỳnh Đông. Anh dạy cho Khanh và anh kêu là: Khanh ơi, bây giờ em nói câu này đi, anh nghĩ nó sẽ áp phê lắm. Đó, và đó cũng là phân đoạn đầu tiên luôn. Và bây giờ coi lên mọi người cảm thấy nó rất là tự nhiên thoải mái. Nếu như Khanh không tiết lộ mọi người không biết được, đó là phân đoạn đầu tiên của Khanh trong phim luôn. Ngay đầu tiên đi quay là Khanh quay cái cảnh đó đó. Rồi ví dụ như những cái động tác Khanh diễn ở trên mạng người ta cũng có nhái theo. Ví dụ như khoe cà rá, khoe dây chuyền, các thứ. Hay là những cái động tác mà khi mà mình ân cần, âu yếm vợ của mình, là cũng nhờ anh đạo diễn, anh Chu Thiện chỉ thêm cho Khanh. Thì những cái sự duyên dáng của cậu Hai Lương đó là kết quả của cả một tập thể. Họ giúp cho Khanh, mỗi người giúp cho Khanh một ít. Rồi khi mà diễn đến đâu, họ nảy ra cái gì đó, họ lại góp ý thêm cho Khanh cái đó. Và tất cả tạo nên cái hiệu quả như mà mọi người thấy bây giờ. Và Khanh cũng tiết lộ luôn những cái TikTok mà mọi người xem á, trong đó một phần cũng có sự sáng tạo của Khanh. Có nghĩa là Khanh bây giờ Khanh đặt mình giống như là một khán giả theo dõi phim vậy đó. Khanh không còn là cậu Hai Lương hay là Bạch Công Khanh đóng cái phim này nữa. Khanh giống như là một vị khán giả thích Duyên Kiếp và chờ phim mỗi tối 8 giờ. Và khi coi xong Khanh thích cảnh nào, Khanh lên mạng Khanh kiếm cảnh nào có Khanh, cái bắt đầu Khanh cắt ghép. Xong cái Khanh lồng thêm một vài cái hiệu ứng âm thanh vô. Cái bắt đầu các bạn vô coi TikTok, các bạn thấy là xem những cái bản khách này cảm thấy nó vui quá. Phải chi trên phim gốc nó cũng có những cái bản khách, những cái âm thanh như vậy. Nhưng mà thật ra đó là những cái mà Khanh sáng tạo ra thêm mà vô tình này được các bạn đón nhận. Hay ha, nói chung là biết cách tự làm PR marketing thêm cho mình để trên cái nền tảng mạng xã hội là thông minh. Mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Bây giờ mình sẽ có một món quà dành tặng cho các bạn khán giả của MyVerse Your Show. Bởi vì Khanh quá nổi với những cái câu TikTok như vậy, cho nên ngày hôm nay là gì Khanh phải nói lại hả? Chính xác. Và muốn là Bạch Công Khanh sẽ có một món quà dành cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay với những câu thoại của cậu Hai Lương, nói câu nào là báo câu đó. Mà phải diễn ra cái nét đó nha. Chứ không có được là cái nét là Bạch Công Khanh trong show MyVerse Your Show. Phải là nét cậu Hai Lương. Phải là hơi khờ khờ. Ok. Rồi. Tại vì trong đó có những câu mà trend á, nếu mà mình mang ra giỡn nó không hợp ngữ cảnh phim là nó sẽ thành bị Thì bây giờ bạn đừng giỡn với tụi mình, bạn chỉ tập trung vào camera thôi. Ok. Tại Khanh sợ mất công bị phản ứng ngược, mọi người coi phim tập trung quá, coi qua đây thấy Khanh giỡn hết kỳ quá. Rồi, đồng ý. Hồi hộp quá. Bây giờ sẽ là một món quà của Bạch Công Khanh gửi đến cho tất cả các bạn khán giả của MyVerse Your Show. Hãy cùng xem Bạch Công Khanh sẽ thể hiện vai cậu Hai Lương với những câu nói câu nào là báo câu đó như thế nào trong show của chúng ta các bạn. Và bây giờ 3, 2, 1 xin mời. Thử thách khoe của bắt đầu. Tụi bay thấy cái này là cái gì không? Cái đồng hồ này mắc tiền lắm á. Má tao nói á, đẹp trai như nè là phải đeo mấy cái đồng hồ vàng như vậy á là con gái nó mê dữ lắm. là xong cái khoe của. Rồi, tiếp tục. Rồi cái nịnh vợ nha. Cứ tưởng tượng camera là vợ của mình. Vợ, tự nhiên đang chơi ngoài sân á, anh nhớ vợ quá. Vợ đẹp quá. Vợ cho anh hôn miếng nha. Ok. Ok. Tuyệt vời. Cái cuối cùng chửi người hầu. Đúng rồi, chửi người hầu. Tôi đang chờ đợi cái chỗ để chửi hầu này, coi các bạn chửi sao nè.
bữa nay tao sẽ hôn vợ tao. Mày đi qua đằng kia ngồi coi. Gì? Hôm bữa cái thằng Tấn nó làm lại nha. Hôm bữa thằng Tấn nó làm á, tao coi hết rồi. Thế đó à? Thế đó. Phải, từ từ. Có gì theo không? Anh cháu về ơi. Tao không đi ngủ. Tại sao mày không kêu con Huệ về đây cho tao? Tao đã nói là mày phải kêu nó về đây ở chung với mình. Mà tại sao vậy? Hả? Kiểu chị đó. Còn ngay trong phim là sẽ chửi vậy. Dạ, tuyệt vời. Cảm ơn bà Công Khanh với cái câu thoại vừa rồi. Câu thoại đang rất là trend ở trên TikTok. Để ekip thực hiện chương trình sẽ cắt ra song song xin với lại những cái đoạn mà trên phim duyên kiếp của cậu Hai Lương. Tuy nhiên thì có một cái điều này Huy cũng rất là quan tâm với Bạch Công Khanh. Rõ ràng là các bạn thấy với cái thử thách vừa rồi, không phải thử thách mà món quà vừa rồi á, thì Khanh thể hiện rất là tốt với những cái phần diễn xuất về cơ mặt của mình, về giọng nói của mình, về cảm xúc của mình. Tuy nhiên thì có nhiều khán giả, mọi người cũng rất là quan tâm là không biết rằng là với những cái dạng vai khác thì Khanh sẽ thể hiện như thế nào. Ví dụ như là những cái vai về kiểu hơi biến thái một tí xíu, về những cái vai cần có một cái sự cảm xúc sâu lắng hơn thì Bạch Công Khanh có thể hiện được hay không, hay là Khanh chỉ có thể thể hiện được những cái vai chàng khờ mà thôi. Khanh hiểu. Thật ra Khanh đã từng đóng những dạng vai khác rồi. Có một cái dạng vai duy nhất ở cái thời điểm này Khanh chưa được đóng, đó là vai biến thái. Và Khanh cũng chưa thể hình dung được nếu như Khanh được đóng vai biến thái thì Khanh sẽ diễn như thế nào. Nhưng mà trước đây ở trên đài Vĩnh Long thì có phát bộ phim Vua Bánh Mì, thì Khanh đã đóng vai phản diện rồi. Và trong bộ phim đó Khanh cũng đã bị chửi rất nhiều vì cái sự đáng ghét của mình. Thì Khanh nghĩ rằng lúc đó, đó là thành công. Đúng rồi, Khanh nghĩ đó là cái sự thành công nhất định, hay là cái sự thuyết phục nhất định mà Khanh đã thuyết phục được mọi người. Đấy, cho nên nếu như mà mọi người cảm thấy hoang mang hay là lăng tăng về cái chuyện mà Khanh có thể diễn được những kiểu khác hay không, thì mình có thể nhín chút thời gian kiếm lại những cái bộ phim trước đây của Khanh đã đóng. Và Khanh cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới Khanh sẽ có cơ hội được thử sức nhiều dạng vai hơn. Như Khanh đã từng chia sẻ rồi, Khanh rất là thích đóng vai biến thái, kiểu như sát thủ. Hay là tại vì Khanh coi phim nước ngoài nhiều, cộng bên cạnh là coi phim Việt Nam, nhưng mà Khanh thích coi những bộ phim nước ngoài để mình xem những cái thể loại khác nó lạ hơn, nếu như mà trong nước mình không có. Để mình học được cái gì thì mình học thôi. Để như nếu như có cơ hội, có dịp mà Việt Nam mình có làm, mình được đóng thì mình sẽ thể hiện. Ok. Bây giờ để khép lại cái cánh cửa đỏ này, chúng ta chuyển sang cánh cửa tiếp theo là cánh cửa đen á. Thì Huy rất là muốn biết là trong khoảng thời gian sắp tới á, thì Khanh sẽ có một cái dự án nào đặc biệt thì Khanh có thể bật mí với tất cả quý vị khán giả được không? Bây giờ Huy muốn Khanh bật mí về âm nhạc hay là... Tùy Khanh, một cái dự án nào mà Khanh nghĩ rằng là để cho tất cả các bạn khán giả có thể kịp theo dõi. Thật ra thì cái gần nhất mà Khanh đang thực hiện đó chính là âm nhạc. Và sắp tới Khanh chuẩn bị ra album. Đó là cái gần nhất. Còn về phim, bây giờ có tiện hát một đoạn dành tặng cho mọi người không? Một bài nào đó dành tặng cho mọi người, kiểu như tung hin thôi. Cái album này á, là một cái album tổng hợp những ca khúc mà đã cũ. Và Khanh sẽ phối hòa âm phối khí lại cho nó khác. Cho nên là chắc chắn những bài trong đây sẽ rất là quen. Bây giờ Khanh sẽ hát một đoạn ha. Rồi, một đoạn dành tặng cho khán giả, rồi mình sẽ đóng lại cánh cửa đỏ, mình bước sang cánh cửa đen. Ok. Rồi, bây giờ Khanh hát bài gì? Xa em kỷ niệm. Xin mời. Em yêu ơi, tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng. Trong tim anh, riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình này dâng hết đến em, anh xin một đời. Trong tim anh xin yêu mãi mỗi em, xin em mà thôi. Xin được cảm ơn Bạch Công Khanh đã có một món quà, một cái thử thách để cùng vượt qua cánh cửa đỏ này. Và bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với cánh cửa đen, nơi mà các bạn khán giả của My Best Your Show rất là quan tâm và luôn luôn chờ đợi. Hãy cùng chờ đón các bạn nha. Các bạn khán giả thân mến, quay trở lại cùng với My Best Your Show và đây là cánh cửa đen. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là mở từng tagline và cùng xem các bạn khán giả, những bạn chưa yêu thích mình nói gì về mình. Trời ơi, cái này hồi hộp quá nè. Thật ra Khanh rất thích nghe những lời chê.
Vậy hả? À, nhưng mà bây giờ chê thẳng thừng trên sóng vậy thì... không sao, không sao. Huy nghĩ rằng ngay lúc này đây là thời đại công nghiệp 4.0 rồi, cho nên mọi thứ thì cũng nên có một cái sự gọi là thẳng thắn và fair với nhau. Okay. Các bạn có quyền nói, các bạn cũng phải có được điều để mà muốn nghe. Okay. Tôi nói là được như thế nào. Bây giờ, ba tagline này bạn muốn gỡ cái nào trước? À, ok, cái đầu tiên đi. Cái đầu tiên ha. Ừ. Thời đến rồi. Thời đến rồi thì đây là một câu khen hay là một câu khịa ta? Nếu như không có dấu ngoặc kép thì Khanh nghĩ nó là câu khen. À, nhưng bởi vì trong ngoặc kép thì nếu như mà nói theo kiểu diễn xuất á, thời tới rồi đó. Đó là cái kiểu đó thì hơi khịa nhẹ. Dạ. Thật sự ra lý do mà có cái câu tagline này với Bạch Công Khanh là bởi vì đúng như Khanh nói, ở cánh cửa đỏ ngay lúc này Khanh tự nhiên được mọi người nhắc đến rất nhiều. Và trước đây cũng có rất nhiều lần Khanh cũng có những cái giai đoạn được mọi người nhắc đến và sau đó mọi người lại không nhớ đến Khanh là ai. Thì điều đó có nghĩa rằng mọi người nói là bạn này có một cái sự bền bỉ chăm chỉ nhưng bạn không giữ được cái phong độ của mình đều theo năm tháng. Cái thứ nhất, cái thứ hai Huy thấy có những cái comments, ví dụ như mấy bạn nói rằng là lúc này đây thì vô tình có những câu thoại của cậu Hai Lương xuất hiện trên TikTok thì cậu Hai Lương được biết đến, và kèm với đó là câu chuyện của Bạch Công Khanh và Nam Em xuất hiện trên mạng xã hội TikTok. Trên đó là lý do khiến cho Khanh nổi tiếng thêm. Thì mọi người mới nói rằng cái thời ở đây có nghĩa là do cộng hưởng, sự may mắn nhất thời đem đến với bạn, chứ nó không phải là một cái sự tài năng bền bỉ lâu dài để bạn có thể duy trì được cái tên tuổi và độ nóng của mình. Ok. Vậy thì bây giờ Khanh sẽ bắt đầu phân tích cái quan điểm của Khanh. Thật ra Khanh nghĩ rằng mỗi một người nghệ sĩ họ sẽ đều luôn có những giai đoạn khác nhau, và những giai đoạn đó thậm chí người nghệ sĩ đó cũng không thể quyết định được. Và bản thân Khanh cũng không phải là một người mưu cầu nổi tiếng, cho nên là tất cả những cái sự nhộn nhịp, những cái sự xôn xao của dư luận dành cho mình, hay là những sự thờ ơ của họ dành cho Khanh ở bất kỳ một giai đoạn nào, nó không phải là điều Khanh đang quá cố gắng đạt được hay là đang quá quan tâm. Nói như vậy không có nghĩa là Khanh phớt lờ hết tất cả những nhận xét, những phản hồi của quý vị dành cho Khanh, mà bởi vì Khanh không phải là một người mong muốn bằng mọi cách để được nổi tiếng. Đấy, cho nên là cái giai đoạn đến với Khanh đó là sự tự nhiên. Khanh cũng không có cố tình tạo ra những điều đó. Cũng giống như những người bạn diễn với Khanh, từ trước tới giờ Khanh hát chung với rất nhiều cô gái, Khanh cũng hát chung với rất nhiều chàng trai, có rất nhiều những sự kết hợp song ca, tam ca trên sân khấu, hay là trong phim mình đóng với rất nhiều những bóng hồng, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng vô tình trong cái thời điểm này, Khanh cùng với Nam Em đang tạo được một cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý vị. Thế nên cặp đôi này đang được đẩy thuyền nhiều nhất. Sự ăn ý của Khanh cùng với Nam Em ở trên sân khấu giúp cho mọi thứ nó bùng lên. Thì mọi người càng yêu mến cặp đôi này bao nhiêu thì lại càng nhắc đến họ nhiều bấy nhiêu. Thậm chí có những cái bài viết hay là những cái chủ đề không hề liên quan đến cá nhân Khanh hay là cá nhân Nam Em, nhưng câu chuyện về cặp đôi vẫn được nhắc tới. Trong quá khứ như Huy nói là Khanh cũng có những lúc được mọi người nhớ tới, nhưng cũng có những giai đoạn không ai nhớ Khanh là ai. Thì những cái đó Khanh không tự tạo ra, chỉ là lúc đó là Khanh hát bài đó mọi người thích, mọi người nhớ tới Khanh. Hay Khanh đóng bộ phim đó mọi người thích, mọi người nhớ tới Khanh. Nhưng sau đó Khanh chưa kịp đóng phim mới thì mọi người lại quên Khanh thôi. Tại vì cái quy luật của showbiz này là vậy. Ngay cả những ngôi sao hạng A thì mình vẫn phải luôn hoạt động và chăm chỉ ra sản phẩm. Nếu như mình đứng ở vị trí cao nhất nhưng không có sản phẩm duy trì thì người ta vẫn cho là mình đang đi xuống. Mặc dù sự xuất hiện tiếp theo của mình vẫn ở vị trí cao. Đấy, cho nên là Khanh nghĩ rằng mỗi giai đoạn là nó tùy theo cái mức độ và cái tần số xuất hiện của mình trước công chúng. Trong cái giai đoạn đó, nếu như mình không xuất hiện nhiều ở trên sóng truyền hình nhưng mình vẫn đều đặn đi hát ở những tụ điểm hàng đêm, không có nghĩa là các nghệ sĩ đó đang có chiều hướng đi xuống. Ví dụ như trong thời điểm này, giống như thời tới rồi là sao? Tất cả mọi thứ giống như là thiên thời địa lợi, cho nên là mọi thứ nó đang giúp cho Khanh được nổi bật nhất trong thời điểm này với con đường sự nghiệp của Khanh. Thì kêu là thời tới rồi, thì Khanh cũng muốn giải thích cho mọi người hiểu. Nhưng mà khi Khanh chia sẻ vừa rồi, Huy có một điều Huy muốn mở rộng ra thêm vấn đề. Khanh nói rằng là Khanh là một bạn không có mưu cầu về sự nổi tiếng. Nhưng thật sự ra Huy nghĩ các bạn khán giả khi nghe câu vừa rồi, các bạn sẽ nói rằng là liệu này có thật hay không. Vì với một bạn nào đó làm nghệ thuật thì điều mà cái đích đến quan trọng nhất của các bạn đó là sự nổi tiếng, hào quang mà các bạn sẽ nhận được từ sự yêu mến của những người xung quanh. Và với bạn thì bạn may mắn là thời đã đến. Nhưng với có rất nhiều những người nghệ sĩ khác, anh chị khác Huy biết, dù họ là những diễn viên rất thực lực nhưng họ vẫn không thể nổi tiếng được.
vì thời chưa tới. À, nó là như thế này. Khanh nói đây là Khanh không mưu cầu sự nổi tiếng, có nghĩa là Khanh không bằng mọi giá để Khanh nổi tiếng, mà Khanh muốn nổi tiếng với tài năng thật sự và sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ví dụ như Khanh nói đơn giản thôi, mình đi học, mình muốn đạt điểm cao thì mình phải học giỏi, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ mình không phải đi copy bài để mình được một cái điểm cao. Thì cái sự mưu cầu nổi tiếng ở đây mình nói rộng hơn là nó cũng tương tự như vậy đó. Có nghĩa là mình giỏi đi rồi mình hẳn nổi tiếng, hay là mình giỏi đi tự khắc người ta công nhận mình nổi tiếng. So với các bạn được đào tạo chính quy về nghệ thuật thì Khanh may mắn hơn các bạn rất nhiều. Như mọi người biết, Khanh cũng đã từng khó khăn, đúng không? Rồi bây giờ Khanh thành công. Thì nếu như mà Khanh không ngừng cố gắng và Khanh bị buông xuôi khi mà một cái giai đoạn nào đó Khanh không phát triển được, thì làm sao có Khanh của ngày hôm nay? Thì có phải là Khanh vẫn tiếp tục làm việc dù cho Khanh có được cái gì hay không? Đấy là cái ý nghĩa chi tiết nhất về cái sự không mưu cầu nổi tiếng của Khanh. Và bởi vì cái nghề này nó là duyên nữa. Có nhiều người rất giỏi nhưng họ không nổi tiếng. Có những người họ hát không ai biết họ là ai, nhưng giọng hát của họ là đỉnh cao. Tại vì Khanh đã làm những chương trình như thế rồi, và Khanh khâm phục rất nhiều những người nghệ sĩ đó, và Khanh cảm thấy rằng mình là thuộc vào, được nằm trong cái số nghệ sĩ mà quá may mắn, được tổ đãi, được công chúng thương, làm cái gì gần như cũng được ủng hộ, không có ai phản đối hết trơn đó. Thì mình cứ phải ráng giữ được cái đó. Mà giữ cái đó bằng cách nào? Bằng chính cái tài năng của mình. Bởi vì sao? Tài năng khi mà mình trao dồi, mình có thêm tài năng thì không ai lấy đi của mình được hết á. Còn bây giờ mình mưu cầu nổi tiếng, mình làm mọi cách để mình được nổi bật, thì khi mình không làm được cái đó thì tự nhiên mình mất đi. Còn bây giờ mỗi một ngày em cố gắng hát hay hơn, em cố gắng diễn hay hơn, không ai lấy đi được cái kinh nghiệm đó của em cả. Đó là quan điểm của Khanh. Cảm ơn Khanh với những quan điểm vừa rồi. Đó là tác lại đầu tiên mình đã chia sẻ cùng với các bạn khán giả. Tiếp theo Ủa nãy giờ mình nói chuyện có căng thẳng quá không ta? Không. Mình chỉ nêu quan điểm của mình thôi. Ok. Ok. Khanh chọn cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Thắng nhờ diễn xuất. Diễn xuất. Thua vì ca hát. Ôi trời. Cái này thú vị nhờ. Huy nghĩ là rất thú vị. Tại vì bây giờ khi mà nhắc tới Bạch Công Khanh á, thì mọi người sẽ nhớ tới Khanh là diễn viên. Nhưng thật sự ra ngay từ đầu Khanh là một ca sĩ. Ngay từ đầu, nói đúng hơn, Khanh là một người thích hát, chứ Khanh phải ca sĩ. Khanh thích hát, Khanh đi thi hát. Khanh đi thi hát xong Khanh có giải thì mọi người kêu là ca sĩ. Từ lúc nào Khanh có từ ca sĩ, Khanh cũng không biết nữa. Rồi bắt đầu diễn xuất là sao? Người ta thấy Khanh hát hay, người ta có cảm tình với gương mặt của Khanh, và mời Khanh đóng phim. Rồi không biết từ lúc nào Khanh được gọi là diễn viên. Mình hên một cái là mình làm bất kỳ một cái gì, không có ai phản đối. Thì người ta thương nhân vật của mình, thì mình thắng là thắng cái đó. Còn mình hát, ca sĩ nó có một cái áp lực riêng, đó là phải kiếm bài hit. Nếu mà xét về con đường diễn xuất thì Khanh có hit đó. Khanh có những bộ phim hit. Đúng. Khanh có những vai diễn thành công. Và ca hát thì ngược lại, Khanh thua ở ca hát là bởi vì sao? Khanh chưa có hit, nhưng Khanh cũng có những bài hát trong những bộ phim hit mà Khanh thể hiện cũng được mọi người nhớ tới. Và cái Khanh cần và cái Khanh có ở thời điểm hiện tại, Khanh thấy đủ rồi. Nhưng mà không có nghĩa là Khanh sẽ cứ thế mà làm mà không tiếp tục cố gắng. Khanh vẫn sẽ cố gắng để đi tìm những bài hát mới, những sự kết hợp với những nhạc sĩ có tài, hay là những nhạc sĩ trẻ mà mình thấy được cái bài hát của họ sâu sắc, Khanh vẫn chọn, hay là Khanh vẫn muốn tìm để mua được những bài hát đó, để Khanh tìm kiếm những bài hát ghi dấu ấn của Khanh. Cho nên là thua vì ca hát mọi người nói là đúng. Còn thắng vì diễn xuất thì cũng đúng luôn. Cái này là Khanh đồng ý. Thì đúng nghĩa là Khanh là một người rất là may mắn trong con đường sự nghiệp của mình. Giống như có nghĩa là khi mà có đổi một cái gì đó thì cũng luôn luôn có người giúp đỡ. À, như kiểu là mình tính không bằng trời tính, đúng không? Chính xác. Thì cũng giống như quý vị thấy đó, Khanh là học kinh doanh. Tự nhiên giờ Khanh làm nghệ sĩ là nó đã bị ngược rồi. Thì bây giờ Khanh đi hát đi, rồi ở thời điểm này Khanh thành công với diễn Nhưng xuất. Có một điều Huy muốn hỏi. Khanh có nghĩ rằng là do cái sự thua vì ca hát của mình, là giọng hát của mình nó không thuyết phục khán thính giả không? Nó cũng sẽ có phần nào không đúng. Không phải chỉ là câu chuyện hit hay không. Có thể là nó cũng có phần đúng chứ. Bây giờ mình không có thành công trong chuyện ca hát mà mình nói mình hát hay, ai tin? Đúng không? Ai chịu? Người ta chỉ nói một cách đơn giản là hát không nổi tiếng là hát dở. Hát dở mà không nổi tiếng, nghe giọng hát đó tôi không thích. Mặc dù hát hay á, nhưng mà tôi không thích. Không tình cảm gì hết đó. Chứ người ta cũng không nói hát dở đó. Cho nên là biết đâu đó cũng là một cái lý do
mà mọi người đang đánh giá về về giọng hát của Khanh. Nhưng mà tự bản thân Khanh, Khanh biết được tiếng hát của Khanh nó phát triển như thế nào sau ngần ấy năm Khanh hoạt động. Nếu Khanh tự so mình với cách đây 13 năm trước là một anh chàng sinh viên năm nhất, thì bây giờ tiếng hát của Khanh nó đã trưởng thành hơn. Về cột hơi, về kỹ thuật, Khanh có thêm nhiều kinh nghiệm, Khanh biết cách xử lý hơn. Thậm chí cả các bạn sinh viên nhạc viện, các bạn mới vào trường, tuy là các bạn nhỏ tuổi hơn Khanh rồi, nhưng mà Khanh cảm thấy rằng các bạn cũng có những cái lỗi mà Khanh cũng có thể góp ý được cho các bạn đó. Có nghĩa là Khanh tự nhận xét về cái kinh nghiệm ca hát của mình là mình có sự phát triển hơn. Còn về cảm xúc là mình phải chinh phục được người ta. Mà cái đó là nó vô hình, nó không có cái gì, nó không có sách vở. Mình nói mình hát hay chưa chắc người ta thích, và người ta không thích chưa chắc mình hát dở. Đó. Cảm ơn Khanh với chia sẻ về tắc lai này với tất cả các bạn khán giả. Và bây giờ là tắc lai cuối cùng, các bạn sẽ cùng mở ra nha. Biết đâu nó trung bình vậy mà nó lại khó nhất. Mập mờ về giới tính. Ồ. Thật ra cái này thì nó không khó. Nó gọi là nhạy cảm. Ok. Chứ nó thì không đó, khó. Nó có phần nhạy cảm. Cái này Huy thấy rất là nhiều nha. Huy thấy trong tất cả những cái điều mà nhắc tới Bạch Công Khanh thì mọi người rất là quan tâm tới câu chuyện mập mờ về giới tính của Khanh. Và có một vài những cái comment sẽ Huy thấy nó đang xuất hiện thời điểm hiện tại luôn. Mọi người nói rằng là Khanh có phần hơi ra vẻ để tạo được cái sự đẩy thuyền của mọi người với nam em trong những lần mà Khanh xuất hiện cùng với nam em. Thì Huy rất là muốn đem cái tagline này vào chương trình để nghe Bạch Công Khanh chia sẻ, tại vì đây là điều mà top quan tâm hàng đầu của khán giả với Khanh. Thật ra mọi người quan tâm thì mình phải cảm thấy vui. Chưa kể tới chuyện mọi người quan tâm về cái gì, mọi người quan tâm về mình trước đã. Là Khanh cảm ơn mọi người vì điều đó trước. Khanh nói cái này là chủ đề nó nhạy cảm là bởi vì sao? Mình là một người của công chúng. Những điều mình nói ra sẽ có sức ảnh hưởng nhất định với một đại đa số khán giả nào đó yêu thích mình. Thậm chí có một số ít khán giả không thích mình. Cho nên việc mình khẳng định một điều gì đó sẽ luôn luôn có hai hướng suy nghĩ. Một là tin hay không tin. Các nghệ sĩ thường sẽ hay chọn cái hình thức nói chung chung, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng mà điều Khanh quan tâm nhất, và Khanh nghĩ rằng những người khán giả yêu thương Khanh muốn ở Khanh nhiều nhất, đó chính là sự bình an. Có nghĩa là Khanh yêu ai, sau này Khanh cưới ai, thì mọi người vẫn muốn cảm thấy Khanh hạnh phúc. Đúng không? Mình thương họ, mình thích người nghệ sĩ đó, mình cũng đâu có muốn người đó bị một cái sự đổ vỡ trong hôn nhân, vấp ngã trong chuyện tình duyên. Ví dụ như nay yêu người này, ngày mai chia tay yêu người khác. Và mình là một người nghệ sĩ, thì công việc của mình là gì? Là truyền tải nghệ thuật, chứ không phải là mang đời tư ra để kể với khán giả hôm nay tôi yêu người này, ngày mai tôi chia tay người đó rồi, bây giờ tôi đang muốn tìm hiểu người khác. Cái đó nó không phải là chuyên môn. Đó, cho nên là Khanh rất là ít khi muốn chia sẻ về cái điều này. Đó là một ý. Còn cái thứ hai là mọi người nói là Khanh đang cố tình sao ta? Để ra vẻ, có thể gọi là đẩy thuyền cùng với là nam em. Khanh hướng dư luận theo hướng Khanh khác. Khanh cố gắng để Khanh tỏ ra rất là đàn ông. No, không có vậy. Khanh đã từng chia sẻ rồi. Khanh hát một bài hát về tình yêu, một mình Khanh thôi là Khanh đã khắc khoải rồi, Khanh đã dây dứt rồi. Chứ đừng nói chi là Khanh hát một bài hát về tình yêu với một người khác giới. Thì cái sự tương tác nó lãng mạn đến mức nào, nó sướt mướt, tình cảm tới mức nào, nó đều xuất phát từ cái sự thăng hoa khi mà mình nhập tâm vào bài hát. Và đó cũng chính là cái nhiệm vụ mà người ca sĩ phải làm khi mà hát cái bài của nhạc sĩ đó. Bởi vì Khanh tin chắc rằng những nhạc sĩ mà thấy một người ca sĩ say sưa hát trên sân khấu, ai cũng vui hết đó. Không có ai muốn mà ca sĩ hát bài của mình cầm micro mà hát như một người vô hồn. Cho nên là việc Khanh hát với bạn nữ nào đó, Khanh say đắm, Khanh nhìn họ một cách rất là trìu mến, hay điển hình như mọi người thấy Khanh đang nhìn nam em, thì mọi người có phản đối về cái điều đó, hay là mọi người càng nghi ngờ về cái chuyện Khanh ra vẻ, Khanh cũng không quá trăn trở. Bởi vì cái nhiệm vụ của Khanh là phải truyền tải cho được cái nội dung và cái thông điệp bài hát kia kìa, để mình tôn trọng nhạc sĩ. Và khi mọi người xem á, mọi người càng để ý vào cái sự thân mật của hai người bạn diễn trên sân khấu á, thì có phải là họ đang rất tập trung vào cái tác phẩm đó không? Thì có nghĩa là Khanh đã làm được cái điều đó rồi, thì người nhạc sĩ lại càng vui hơn rồi.
Và chung quy lại thì đó là một cái sản phẩm nghệ thuật tốt. Thì không có lý do gì mà Khanh cứ phải ngồi suy nghĩ, hay là Khanh đang hát mà trong đầu Khanh cứ phải suy nghĩ là mọi người có thấy Khanh đang ra vẻ hay không. Đó, đừng có để cho những cái luồng ý kiến hay là những cái luồng suy nghĩ đó nó khiến cho mình bị lăng tăng, để mình không có hoàn toàn tập trung được vào cái công việc và cái nhiệm vụ chính khi mà trên sân khấu. Dạ. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bây giờ có một câu hỏi thôi để khép lại cánh cửa đen nha. Okay. Của Huy nha. Tại okay. vì khi mà nghe Khanh nói như vậy thì những cái lúc mà hát với Nam Em á thì Khanh thấy Nam Em là người như thế nào? Hay là làm việc chung với Nam Em á? Nam Em là một cô gái rất là cảm xúc. Người nghệ sĩ là phải có cảm xúc. Dạ. Cảm xúc như thế cho nên là Nam Em đóng phim hay là Nam Em đi hát ai cũng thương cô ấy hết. Và chính Khanh cũng vậy thôi. Khanh đóng phim chung với Nam Em, Khanh hát chung với Nam Em, Khanh nhập tâm, rất là nhập tâm. Tại vì cái năng lượng, cái cảm xúc của Nam Em dành cho cái tác phẩm đó, nó truyền được đến người bạn diễn là Khanh. Khi Khanh hát với Nam Em, thật sự nó rất, những cảm xúc rất là đặc biệt, giúp cho cái tác phẩm, cái bài hát đó nó đi lên rồi. Nhưng mà còn ở ngoài đời thì Khanh thấy Nam Em như thế nào? Ngoài đời thì Khanh cũng đã chia sẻ rồi, Nam Em cũng là một người sống rất thật. Cảm xúc nghĩa là sao? Hồi nãy Khanh nói cảm xúc nghĩa là mình như thế nào mình tỏ ra được, thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái chuyện mình sống thật. Mình không có giấu được. Cô ấy thương, yêu thì cô ấy sẽ thể hiện. Cô ấy buồn, cô ấy sẽ khóc. Cái điều đó có thể sẽ khiến cho Nam Em là một người dễ bị tổn thương. Bởi vì cuộc sống này nó đâu phải lúc nào cũng như mình muốn. Mở mắt ra là tiền nhà, tiền cơm, tiền điện, tiền nước thôi là đã làm đủ mình đau đầu lắm rồi. Chứ đừng nói chi là chuyện tình cảm hay là mọi thứ xung quanh, về công việc, về bạn bè, về khán giả, bao nhiêu cái bình luận trái chiều hay là những cái điều nói ra mà mình không mong muốn tác động thì càng dễ làm cho cô ấy tổn thương. Với một trái tim mong manh. Còn ví dụ như với Khanh đi, Khanh có thể đón nhận bằng một cái tâm thế rất là lạc quan. Cho nên Khanh đánh giá Nam Em là một người như vậy. Nha. Và tóm lại là ở Thác Lai, mập mờ về giới tính thì bà Công Khanh đã có những chia sẻ với tất cả các bạn rồi. Còn bây giờ thì với khuôn khổ của cửa đen của chúng ta, bà Thác Lai này, thì bà Công Khanh đã hoàn thành. Chúc mừng bà Công Khanh đã vượt qua được cửa đen. Nhưng mà chưa hết. Rồi, cái cửa đen này chúng ta còn một thử thách nữa thì mới bước xuống được chuyến xe. Hãy cùng chờ đợi các bạn nha. Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với My Bus Your Show. Và đây là điều cuối cùng mà hành khách Bạch Công Khanh của chúng ta phải thực hiện để bước xuống được chuyến xe như tất cả các hành khách khác. Đó chính là thực hiện một thử thách, một cuộc gọi thần thánh dành Trời. Cho một ai đó. Ở đây chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ gọi để troll một người bạn của mình một vấn đề gì đó. Hai là gửi một lời tình cảm, yêu thương, sâu sắc, cảm ơn, quý mến, trìu mến cho một người nào đó cũng quan trọng trong cuộc đời của mình. Thì bây giờ cậu Hai Lương lựa chọn. Cậu Hai Lương sẽ gọi để troll hay là gọi để yêu thương, trìu mến. Và cậu Hai Lương cũng chọn luôn là sẽ gọi cho ai. Đó là điều quan trọng. Vậy thôi bây giờ troll đi. Troll ai? Troll Huỳnh Đông. Troll Huỳnh Đông. Ok. Hồi nếu mà troll về cái vấn đề tiền cũng được á. Còn không thì chứ muốn mượn gì. Giờ ngoài mượn tiền chứ mượn gì nữa. Tại vì ông Đông, ông không dễ cho mượn tiền đâu. Vậy hả? Ông keo lắm. Bây giờ lựa gì? Ok, giờ gọi mượn tiền, gọi anh Đông. Rồi, mời mượn tiền đi. Ông không tin đâu ha. Biết sao không? Tại Khanh có một người bạn giàu lắm. Vậy ai? Ngọc Thảo. Ngọc Thảo. Cho nên là nếu mà gọi mượn tiền á, là Ngọc Thảo nó sẽ tưởng thiệt. Nhưng bây giờ gọi cho anh Đông trước. Ok, đi. Gọi cho anh Đông trước. Rồi, nha. Ok. Diễn sâu vô nha. Chết rồi. Alo, anh hả? Ừ. Ủa anh đang làm gì vậy? Ở nhà hả? Sao nghe giọng như mới ngủ dậy vậy? Trời. Anh, bữa giờ phim anh có coi đều không vậy? Nhìn kiếm hả? Ừ, không coi nhà. Trời. Trời trời, chị Nhi có tâm ghê luôn á. Em không nói gì nè, tại vì em bữa giờ thấy hiệu ứng cũng tốt á, cho nên là em tính là làm một cái album hát. Mà bây giờ đang bị thiếu tiền, cho nên là không biết là nhờ đạo diễn Huỳnh Đông có thể dùng mối quan hệ của mình đi kiếm tài trợ cho em được không? Không mấy là. Còn không thì hay là em mượn anh được không? Hả?
Thành nói mà trốn mà đi trốn đạo diễn thì chết rồi. Đạo diễn Quỳnh Đông rồi thôi, tôi thua anh rồi. Nói giỡn chứ đây là một cái thử thách của em. Anh này thiệt chứ, anh biết anh cũng phải giả bộ đi cho em vượt qua thử thách coi. Cái chương trình này nó không khép lại là bởi vì em đó, em không vượt qua thử thách được đó. À, không không, bây giờ sống nó nghe anh biết em xạo rồi, anh nghĩ sao nữa. Ok, không nói giỡn thôi chứ đây là thử thách thiệt á, cho nên là em thất bại rồi, để em kiếm người khác rồi. Ngủ tiếp đi nha. Ok. Dạ ok, bữa nào gặp. Em nói rồi, bây giờ gọi Ngọc Thảo đi. Trời ơi, Ngọc Thảo hả? Ừ. Ok. Ngọc Thảo dễ tin người hơn. Mà mượn nhiều tiền lên nha. Mượn 2-3 tỷ rồi mới coi tình bạn như thế nào. Phải mượn nhiều lên. Khanh biết tính Thảo nha. Ừ. Nếu mà mượn ở một cái mức vừa phải là Thảo sẽ cố gắng xoay. Ừ. Vậy là bao nhiêu? Tỷ. Vài trăm triệu chứ. Ừ, 500 triệu. À, 500. Rồi. Mất máy đi trời ơi. Alo, nghe anh ơi. Em hả? Ý em. Ừ. Giúp anh chuyện này được không? Ờ, nghe giọng ghê vậy. Không, lần này là sự thật nha. Tại vì bữa giờ phim cũng ăn nè, cho nên là anh mới tính làm một cái MV ca nhạc. Rồi nhưng mà cái giọng mình nghe nghiêm trọng quá. Có nghĩa là mình cũng muốn làm cái MV ca nhạc để cho mọi người đang coi phim á, thì anh hát thì mọi người ủng hộ anh, hiểu không? Thì bắt đầu anh mới, có nghĩa là thu âm xong hết rồi, bây giờ anh tính quay MV. Nhưng mà bữa có nói chuyện với cái bạn đạo diễn kia thì bạn chịu làm. Xong rồi kêu ứng tiền trước. Ứng tiền trước thì anh ứng rồi. Anh ứng rồi xong, nhưng mà bây giờ 1-2 bữa nay thì không có liên lạc được. Wow. Ừ. Thằng nào? Nói chung đạo diễn mới cũng không có tên, nhưng mà tại vì cái gu ảnh làm đẹp, cho nên là gu, nhưng mà sao nó lại quịch à? Thì cũng không phải là quịch, có nghĩa là 1-2 bữa nay á anh không có liên lạc được, nhắn tin thì không trả lời, nhưng mà anh thấy có xin, có xem tin nhắn đàng hoàng. Xong rồi trên Facebook á là mới ngày chiều hôm qua là block anh rồi, có nghĩa là không biết tại sao luôn. Xong rồi cái hả, cái bên công ty anh á, anh mới nhờ cái chị bên công ty của anh là hả thử gọi giùm cho, tại vì lúc đầu là chị đã làm hợp đồng. Xong rồi bây giờ chị gọi thì thằng đó nói alo mấy lần xong rồi cứ nói gì đó, có gì là đang bận gì đó, xong cái chị cũng gọi lại thêm mấy lần nữa, xong cái nó cúp máy ngay. Thì bây giờ mà trong khi tiền đã chuyển trước 50% rồi. Bao nhiêu hả? Thì chuyển 50% thì mới có 150 thôi. À, nó 300 lận hả? Thằng nào vậy? Thì đạo diễn mà chứ muốn lấy nhiêu? Đạo diễn nó lấy gì là rẻ rồi đó. Thì không, em đang hỏi là giờ sao? Kết cấu là sao? Có nghĩa là bây giờ má của anh không có biết chuyện này. À. Tại vì anh nói là lần này là để anh kêu, mỗi lần á là bên công ty á là quản lý của anh sẽ lo, mà bây giờ đúng rồi, bây giờ anh nói là anh quen bạn này để anh nói chuyện cho nghệ sĩ nói là sẽ dễ hơn. Xong rồi bây giờ tự nhiên đưa tiền trước xong giờ giống như đang bị quỵt, giờ không biết sao kiếm đâu ra số tiền đó nữa. Rồi sao mà giờ 5 ngày nữa là bấm máy rồi, cái chị bên công ty cũng không dám nói ai luôn. Bây giờ là kiếm ông quay phim mới. Không. Hay là mượn tiền em? Mượn tiền em. Em không đủ, em mới lấy sổ đỏ. Em ngồi đây, tính bán bớt túi rồi nè. Nhưng mà bây giờ em có thể cho anh mượn được bao nhiêu? Em không á, em còn 100 triệu phòng thân thôi á. Tại vì cuối năm nay em còn phải lấy kia mà em á. Giúp mẹ là cuối năm nay mà bán đất không kịp là... Tại vì em đang bán đất. Ủa, bán được thì có rồi, còn năng lên hay chưa bán. Ủa, được là đất, mà mới hết luôn. Là đất nào? Hôm bữa em nói anh đang có nhà rồi mà. Có thì tiền em đem đi đầu tư á, em đâu có giữ tiền trong người nhiều đâu. Em nói em không bao giờ giữ tiền cho người, tại vì dạ giữ tiền là em đi mua đồ. Là em gì? Không chơi. Là bây giờ giữ 100 triệu từ giờ sống tới cuối năm hả? Đúng rồi. Thì sao xài kìa, sao xài đủ? Đủ, tại vì em có làm gì đâu, em có sống một mình mà. Nhưng mà giờ có cho mượn không?
chứ bây giờ anh bị chửi chết luôn á, giờ không biết sao luôn ngày trời. Nhưng mà anh không chịu đó, không xin mượn được, em có 100 triệu rồi em đưa anh thì em ăn cái gì? Hả? Thì đừng có chơi một... Mà em mới lấy sổ hồng, em mới lấy sổ hồng mất 20 triệu. Là em, nói chung là tiền mặt của em bây giờ chỉ có 100 triệu thôi. Nếu như mà em có thẻ nhưng mà, đen nhưng mà bây giờ... thì em có thể rút cho anh mượn, nhưng mà còn bây giờ... này là em không có thẻ đen. Nhưng mà bây giờ nếu được á, tối đa em có thể cho anh mượn được bao nhiêu? Chỗ mười mấy 20 mà. Mười mấy là chứ mười mấy em... chứ bây giờ em 20 được không? 20 nhưng mà khi nào anh đưa lại hả? Thì bây giờ anh phải liên hệ được cái... trời, anh phải liên hệ được cái bạn đạo diễn đó nữa chứ. Bây giờ đang gọi là xoay mà. Trời em hiện khổ quá. Tại vì em cũng kẹt tí. Em có một cái thì chi ra tay cho mấy chục triệu. Thôi là chờ thôi chết rồi, chưa bao giờ em đang để dành tiền luôn á. Chưa bao giờ bị lâm vô cái cảnh này luôn á, thiệt á. Cả ngày hôm nay đứng ngồi không yên nè, mệt ghê. Rồi bây giờ thằng lớn là tên gì? Trời ơi, đạo diễn mới mà có biết, em nói cũng có biết tên đâu. Đã nói là tại vì anh xem nó quay một vài cái MV ở trên Facebook, anh thấy đẹp, anh mới muốn hợp tác. Nó quay cho ai? Quay mấy cái ca sĩ cũng mới luôn. Cứ đã có tên đâu mà quay ai nổi tiếng. Ơi, giờ cho mượn 20. Ví dụ như mà anh nhưng mà khi mà anh đưa em, tại vì em phía 11 là cần rồi mà em thề với anh luôn á là em đang kêu con bán túi thì bán túi đây nè. Vậy thôi hứa mượn 20 nha. 5 ngàn nữa trả. Thì anh ráng đi xoay thôi chứ sao. Ok. Ừ, tại vì năm ngàn tháng vậy ok. Ừ, tại vì 5 ngàn nữa là quay đó. Thì hy vọng là 5 ngàn nữa anh sẽ liên lạc được với bạn đó. Nếu mà liên lạc được là anh anh phải nói nó là nè, nói chung là trong vòng ví dụ như nha, là bây giờ là tháng 9 đúng không? Ừ. Anh ví dụ như mà 2-3 tháng thì không được. Ví dụ như mà anh hứa với em 5 ngày, 1 tuần, 2 tuần hay là trong vòng 1 tháng thì em có thể handle được cho anh. Còn okay. chứ có nghĩa là gì nè, nếu như mà 5 ngày nữa mà anh kiếm được bạn đạo diễn đó và kế hoạch quay vẫn bình thường là anh trả lại em liền luôn, coi như chưa xài cái tiền em cho anh mượn luôn á. Hiểu không? Ừ. Hiểu chưa? Còn giờ là không có gì hết luôn á, rồi tới đó không có đạo diễn sao xoay. Hiểu không? Tất cả mọi thứ làm việc hết rồi. Okay. Nhưng mà bây giờ anh có nghĩa là anh nên bóc phốt mình đó không? Tại vì trời anh ơi, chuyện thật anh nhiều nữa. Tại vì thật ra cái chuyện nó cũng chưa có tới mức nào hết. Mình cứ dự phòng trước đã. Nhưng mà liên lạc không nói à, không bạn phải làm việc chuyên nghiệp chứ. Ủa, nhưng mà sao em nghĩ lỡ bạn bị giật điện thoại? 2-3 bữa nay bị mất liên lạc làm sao? Đúng không? Hay thì cũng phải email mình một câu, không có ai mà nếu mà lóc anh có nghĩa là không nhiều không, khi bị hack Facebook sao? Có nghĩa là bây giờ đúng cái tiến độ là 5 ngày nữa quay, nếu như mà 5 ngày đúng cái ngày đó mà không có xuất hiện thì rõ ràng là bạn đã muốn giở trò, hiểu chưa? Thì đến lúc đó ekip của anh sao, mix up của anh sao? Thì lúc đó anh phải tính chuyện khác chứ sao, bây giờ anh mượn em không được nhiều, anh phải đi mượn người khác nè. À. Nãy anh gọi Mỹ Nhân mà nó không tin đó. Em vừa lấy sổ hồng mấy ngày trước luôn em úp anh không thấy hả? Đâu có để ý đâu. Vậy nha. Em vừa lấy sổ hồng mấy ngày trước luôn. Chị lát nữa qua lấy, lát nữa qua lấy luôn nha, hay chuyển khoản. Chuyển khoản. Ok, chuyển khoản 20 triệu nha. À. Ừ, ok. Ok, trời ơi Thảo, nó nghe nè. Nó nghe nè. Gì? Trời, cảm ơn em nha, gì? Anh đã vượt qua thử thách rồi. Ừ, anh đang chơi thử game show khổ ghê. Má ơi, lộ chị bán tóc hả? Ok, nói giỡn thôi, cảm ơn em nhiều. Tại vì cái thử thách này là anh phải gọi, anh phải gọi cho một người. Nãy giờ thì anh cũng ngại lắm đó, nhưng mà mất cười mà. Không sao đâu, lên chương trình người ta cắt, yên tâm. Ok. Vậy hả? Trời ơi, không có sao đâu mà, giỡn thôi mẹ. Trời ơi, đừng nói bán đất nha. Mua thêm nha. Em mà để người ta biết chuyện này, người ta cần công nhận em giàu chứ có gì đâu. Vậy thôi nha, điện hết tiền rồi nè. Biết trước nãy giờ tôi gọi bằng Viber rồi.
Ok, thank you em. Bye bye. À, tuyệt vời, chúc mừng bà Công Khanh. Anh nói mà Thảo tin mà. Không, nhưng mà em nghĩ là dù một người mà có đề phòng cỡ nào mà anh dẫn dắt kiểu đó thì người ta không thể nào mà ta đề phòng. Nói chung thì hôm nay thì bà Công Khanh đã hoàn thành rất là xuất sắc thử thách cuối cùng để bước xuống được chuyến xe của chúng ta. Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyến xe chúng ta cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng với là Quang Huy và Bạch Công Khanh trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quang Huy và Bạch Công Khanh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.